là cái gì? Thank you.
vậy thì trao đổi với anh em một tí, bây giờ đã là ván 8 rồi và sau ván của Võ Văn Hoàng Tùng hòa trước Lại Lưu Huynh thì tôi cho rằng ván 9 sẽ là trận đấu rất được chờ đợi với Nguyễn Anh Quân, người vừa thắng Tôn Nhất Tân đối mặt với cả Lại Lưu Huynh. Nam Phương Công Tử, thưa anh. Anh em có cái thắc mắc và hỏi gì về cái vòng đấu thì nói luôn đi ạ. Vài đấu chỉ còn duy nhất một vòng nữa thôi, vài phút nữa sẽ thi đấu. Dạ. Hello hả? Hello chứ là không có thuốc khác. Về thì nhiều khả năng là Huynh vẫn vô địch. Tôi chưa xem cái kết quả cuối cùng của bốc thăm của ván 9 nhưng mà tôi cho rằng là nếu mà về thì Huynh sẽ tiếp tục vô địch. Anh Khoa vừa sao sao nhỉ? Anh Khoa à, nhanh quá không để ý. Hình như Đào Cao Khoa thắng rồi vậy. Cũng không giành lắm. Anh Huynh đi, Huynh đi tiên hòa Võ Văn Hoàng Tùng của Đà Nẵng. Bạn Su Su ơi, không hỏi các thông tin bên lề nhá, tôi không trả lời đâu. Đại trưởng không có đồng nào cả về đơn vị trưởng. Đang có cãi nhau. Lại Lưu Huynh đang dẫn đầu. Đang cãi nhau. Đội Cần Thơ thua nhiều lắm bạn ơi, chưa thấy ai tốt trên cả. Em ơi, chỉ là kết quả bán tám chứ không phải đâu. Đúng anh thua, anh chẳng có quân được. Anh cũng nghĩ thế vì sai ơi. Bây giờ tay tôi không cầm các cái bản bốc thăm và tôi không chắc chắn được đội nào đang dẫn đầu. Anh Si ơi mệt quá rồi không đi nữa. Cãi nhau tí nữa mà. Giàn ơi chắc hết rồi. Anh em ơi, các cái kết quả bốc thăm với cả xếp hạng thì mời anh em lên Thăng Long Kỳ Đạo để xem nhé. Cờ tướng chấm Thăng Long Kỳ Đạo chúng con. Tại vì tôi bận quay từ nãy giờ thì tôi cũng không trả lời đâu. Tôi không nắm được thông tin. Bạn Chí Phèo ơi, anh Phạm Phương của bạn chẳng ở trong đội nào cả, vào đây cũng dễ thua thôi. Đừng có thần tượng quá. Vũ Ngọc ơi, bán 9 sắp chắc khoảng 5 phút nữa. 5 phút nữa sẽ có bán 9. Thế bây giờ mày ra mua chai nước đi. Ơi, em chẳng để ý đâu, chắc vậy đấy. Em không để ý lắm đâu. Tại vì cái phần bốc thăm là với cả hình ảnh là cậu Hiệp cậu làm. Ở đây thì không có giải thưởng, giải thưởng liên hoàn cầu không có giải thưởng các bạn nhé. Ừ.
Nữ như Hoàng Yến đang nhận đầu. Tôi đang ngồi trực tuyến với anh em và sẵn sàng trả lời các câu hỏi trong khả năng của mình. Con đời ơi, có anh em đi đâu ạ?